Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Vâng ạ, buổi chiều ngày hôm nay ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn ba cái mẫu xe Ford Ranger. Vâng ạ, bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Vâng, ở trước mắt quý anh chị cùng các bạn là ba cái mẫu xe Ford Ranger sản xuất năm 2014. Đức Trung sẽ quay lần lượt từng chiếc để quý anh chị các bạn có thể là quan sát. Và ai mà quan tâm đến cái mẫu xe nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung, để Đức Trung sẽ gửi các cái đường link chi tiết của từng xe cũng như là giải đáp tất cả các cái thắc mắc và tư vấn cho quý anh chị cùng các bạn. Vâng, ba cái mẫu xe Ford Ranger đều sản xuất năm 2014, màu đen, màu đỏ đun và màu xanh ngọc. Vâng, chiếc đầu tiên là chiếc Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2014, trang bị số sàn 2 cầu, máy 2.2, biển 14C11304. Vâng, cái mẫu xe này thì bản XLT thì nó bản đủ, nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cái phần là la răng của nó thì cũng to hơn, nó là R17. Cái phần tôn vỏ của nó cũng cứng cáp hơn, các cái chi tiết trông nó cũng chắc chắn. Ví dụ như là cái phần mang cá này, nó đều là kim chrome rất là sáng bóng, xi nhan tích hợp gương. Đấy, và ngay cái phần mặt lạ phía đằng trước đấy, cái mặt ca lăng này của nó cũng mạ chrome rất là sáng. Các cái chi tiết về phần đèn gầm cũng như là phần nhựa của nó đẹp hơn, nó chất liệu của nó tốt hơn. Chính vì thế này là cái chiếc xe này cái giá thành của nó sẽ cao hơn một chút so với lại hai chiếc còn lại. Và cái chiếc này thì bên Đức Trung chào bán với giá là 460 triệu, bằng thiện chí thì có bớt, bằng có bao rút hồ sơ, và sẽ hỗ trợ cho quý anh chị các bạn về mọi mặt, ví dụ như là thủ tục hoặc là muốn trả góp cho khách hàng muốn mua, gọi là trả dần. Ghế da hai màu rất là đẹp nhé, đen đỏ, trần 3D, vô lăng 4 chấu, có tích hợp các phím bấm, có ga tự động, số sàn 2 cầu điện, rất là chất. Máy móc gầm bệ cho đến lốp láp của xe thì còn rất là mới, 4 lốp còn mới như nhau, tầm khoảng độ trên 80%, sơn xi sạch đẹp, có tem thể thao, nội thất tươi, điều hòa mát sâu, thế và máy nguyên zin. Vâng, chỉ với 460 triệu hay là quý anh chị các bạn đã sở hữu một cái mẫu Ford Ranger XLT số sàn 2 cầu, máy 2.2, phù hợp cho các bác mà đi đèo, đi dốc và đi các cái đường địa hình, đi công trường, công trình. Vâng, kế tiếp là một mẫu xe Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2014, nước sơn màu đỏ đun và biển của Quảng Ninh, 14C10422. Vâng, chiếc này thì trang bị số tự động 1 cầu. Số tự động thì vận hành nó nhàn hơn, nó phù hợp với lại các bác đi trong phố hoặc là chị em này đi chiếc này thì cũng được. Số tự động thì nó đi như xe con, nó rất là nhàn. Và chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 460 triệu. Còn số tự động thì nó tiện lợi hơn trong cái quá trình vận hành. Xe thì còn rất là vuông vắn, các cái đường gân, các cái góc cạnh, các cái cụm đèn, rồi là
phần ba đờ sốc cực kỳ đen, được trang bị các cái cảm biến. Khi ta lùi vào cái chỗ chật hẹp ấy thì nó rất là an toàn, nó báo hiệu cho chúng ta là sắp bị cọ quẹt, cho nên là nó không bị sứt sát, này tránh bị chảy xước xe. Còn đây là cái phần nội thất của xe, ghế da màu đen với các cái đường chỉ lỗi màu vàng rất là đẹp. Đấy, số tự động một cầu, điều hòa, có màn hình cam nùi. Đây, tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe này phải nói là tương đối sạch sẽ, gương kính chỉnh điện, keo chỉ nguyên zin, máy số zin, gầm bệ chắc chắn, điều hòa mát sâu. Vâng, chỉ với 460 triệu nên là quý anh chị các bạn đã có thể sở hữu ngay một cái mẫu Mazda, một cái mẫu Forerunner, xin lỗi, Forerunner sản xuất năm 2014, số tự động một cầu, xe còn rất là đẹp. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu Forerunner bản XLS sản xuất năm 2014, trang bị số sàn một cầu màu đen biển của tỉnh Bắc Giang. Vâng, chiếc này thì cũng keo chỉ zin, máy số zin, cam kết là không đâm va, không ngập nước, không nổi. Và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Chỉ với 415 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Forerunner, một cái mẫu xe phải nói là nồi đồng cối đá, gầm cao. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái Forerunner XLS 2014 số sàn này thì nó chỉ rơi vào 7 lít trên 100 cây. Rất là tiết kiệm. Và máy gầm đại chất. Sơn xi sạch đẹp, nội thất tươi. Vâng ạ, 415 triệu. Nó bao rút hồ sơ. Ngoài ra thì bên Đức Trung còn khá nhiều các cái mẫu xe để quý anh chị các bạn lựa chọn. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn ba cái mẫu xe Forerunner sản xuất năm 2014. Vâng, quý anh chị các bạn quan tâm đến cái số sàn một cầu hay là hai cầu hay là số tự động thì đều có. Và nó có 3 màu, rất dễ để lựa chọn cho các bác. Và các cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung cũng hỗ trợ trả góp. Và quý khách hàng ở xa thì cũng có thể mua được xe bằng cách là cam kết bằng các cái hợp đồng mua bán, bên Đức Trung sẽ mang xe đến tận nơi để phục vụ khách hàng trong cái thời buổi mà nó dịch bệnh cũng như là các cái công việc đầu năm nó cũng tương đối là bận rộn. Khách hàng mà không có điều kiện đi xem xe thì bên Đức Trung cam kết và mang xe đến tận nơi. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.